Bây giờ là mới 2:30 à, chưa 4 giờ chiều. Nhưng mà thôi mình cứ xổ số đi. Đây là kết quả xổ số đài Paseo ngày hôm nay nha các bạn. Đối với xe Zin, tức là mình đã có cái bô vô rồi cho nên, nhưng mà cái số này nó cũng cao hơn xe thường một chút xíu. Thì đo tại bánh nó là 158 mã. Lúc mà để ở cái mức chip không, công suất không. Tức là mình tắt con chip đi. Thì 158, moment xoắn là 348 Nm, đo tại bánh. Rồi sau khi mà mình mở con chip lên tới mức 7. Và con chip này thì sẽ có một cái phần mềm đi kèm với nó để nó đi chung với cấu hình phần cứng luôn. Thì nó lên được 196,3 mã tại bánh. Thì tăng đâu đó khoảng 38 mã. Wow. Tại bánh ha. Rồi moment xoắn tăng 458 và vào sớm hơn Zin được một chút. Đó. Thì tăng khoảng 110 Nm tại bánh ha. 110 Nm và 38 mã. Cái moment xoắn thì vào sớm hơn được cỡ 100 vòng phút. Ngon đấy, hứa hẹn là sẽ bốc hơn. Bốc hơn nguyên bản nhiều. Ok. Rồi, thì đây là những cái con số về dyno ha. Có lẽ một tí nữa mình sẽ chạy thử đi. Thử để xem thực tế nó như thế nào. Bởi vì nhiều khi con số dyno này các bạn xem xong, nhiều bạn đọc mồm đọc miệng lại bảo là anh Đức Photoshop nữa. Kỳ lắm. Thôi tí nữa mình sẽ thử thời gian tăng tốc cho các bạn xem luôn. Bây giờ mình sẽ có một cái bài test tăng tốc từ 0 đến 100 km/h của chiếc Ranger Raptor này để xem là hiệu quả thực tế của chip công suất như thế nào. Cái lượt chạy đầu tiên á thì mình sẽ để cái chip công suất ở mức 0, tức nghĩa là mức nguyên bản của chiếc xe. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vào luôn. Phần mềm mình sử dụng là Dragee, khá là nổi tiếng, cũng đủ để chúng ta có được một cái cơ sở dữ liệu so sánh. Rồi, vô. 3, 2, 1, hết ga. Tám chục. 100. Để xem kết quả là bao nhiêu. 12,12 giây các bạn à. Ở mức 0, mức nguyên bản, thì chiếc Ranger Raptor này tăng tốc từ 0 đến 100 km/h mất 12,12 giây. Rồi, đây. Có lẽ là chúng ta sẽ thêm một lượt chạy nữa ở cái mức 0 chip công suất để xem là nó có tốt hơn hay là mất thời gian hơn. Ok, rồi, lượt chạy thứ 2 với chip công suất ở mức 0 nha. Nhấn reset nè. Rồi, sẵn sàng chưa? 3, 2, 1, vô! 60, 80, 100. Rồi, kết quả là 11,8 giây các bạn ạ. Như vậy, ở lượt chạy thứ 2 này thì chiếc Ranger Raptor tăng tốc có vẻ nhanh hơn một chút, mất 11,8 giây để tăng tốc từ 0 đến 100 km/h với chip công suất ở mức 0, mức nguyên bản. Ở lượt chạy thứ 3, thứ 4 này thì mình đã chỉnh cái chip công suất sang mức 7 cao nhất. Thì bây giờ chiếc xe nó đã mạnh hơn so với mức 0 khoảng 38 mã lực và hơn 100 Nm. Và mình cũng sẽ chạy 2 lần. Lý do là có thể là trong cái lúc mà mình tăng tốc á, cái lần đầu nó ngược chiều gió, thành ra là kết quả nó không được tốt bằng cái lần sau thuận chiều gió. Thì khi mà các bạn đó đạt cái thông số tăng tốc từ 0 đến 100 km/h, chúng ta nên chạy hai lượt ngược chiều nhau để có được cái con số tạm gọi là nó phản ánh khách quan nhất ha. Ok, bắt đầu luôn đi. Rồi, chuẩn bị nè. Reset. 3, 2, 1, hết nha. 60, 80,
một chôm. Lần này mình thấy có vẻ là chiếc xe nó bốc hơn, nó nhanh hơn so với hồi nãy. Hồi hộp quá, không biết kết quả như thế nào, có đúng như là cái cảm giác của mình hay không. Và đây, con số chúng ta có được là 10,41 giây các bạn à. Wow, wow, coi như chúng ta rút được đâu đó khoảng 1,5, 1,6 giây. Đây là cái chiều mình nghĩ là nó ngược gió ha. Bây giờ một lần nữa, lần thứ tư nè, thuận gió nè. Biết đâu con số nó còn rút nữa, tốt hơn nữa. Lượt chạy thứ tư bắt đầu. 3, 2, 1. Sáu mươi, tám mươi, một trăm. Rồi, kết quả tăng tốc từ 0 đến 100 km/h của lượt chạy thứ tư là 10,26 giây. Wow, để mình định thần lên coi. Nhanh hơn lượt chạy thứ ba thật các bạn à, nhanh hơn 0,2 giây. À, như vậy là bây giờ hai mình tính trung bình nha. Lượt chạy thứ ba và thứ tư trung bình thì nó mất đâu đó khoảng 10,3 giây để tăng tốc từ 0 đến 100 km/h. Còn trung bình của lượt chạy thứ nhất và thứ hai á khoảng 12 giây. Như vậy là cái thời gian tăng tốc từ 0 đến 100 km/h của chiếc Ranger Raptor này ở cái mức số 7 chip công suất nó nhanh hơn 1,7 giây so với lại cái mức 0 công suất nguyên bản. Wow, quá ngon, quá ngon. Tuyệt vời, tuyệt vời. Rồi, mình nghĩ là cũng đã tới lúc kết. Các bạn thấy sao? Kết quả rõ ràng rồi đúng không? Chần chờ gì nữa, qua Basio và chơi ngay cái combo tăng công suất nổi công cho chiếc Ranger Raptor hay là chiếc Ford Everest của mình thôi. Xin cảm ơn nha.